Top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ trong lịch sử bóng đá thế giới. Top 10: Cristiano Ronaldo. Top 9: Eusebio. Top 8: Uwe Seller. Top 7: Jimmy Jones. Top 6: Jimmy McGlory. Top 5: Joseph Bican. Top 4: Fernando Portel. Top 3: Gerd Müller. Top 2: Pele. Top 1: Lionel Messi.